Rồi anh chống ấy, em chống ngang này. Nào chê không? Nào chê tiếp không? Sờ cả là móc nhầm tim ấy chị ạ, à. Móc tim mà hỏng ấy chị ạ, à. Lưu ý nhá. Kiện được mình chưa đủ 18. Kiện. Chị bán gì? Chị bán thuốc phải không? Thôi, chị bán thuốc hỏng rồi. Hỏng rồi. Bây giờ quẩy đã rồi không hát gì cả, hát là phải đợi tí cầu thủ đến. Quân nhà mày này còn có cả xa nữa đây. Chị không biết chị đang đứng với toàn bộ dân công nghệ thông tin à? Tập đoàn sinh viên khoa công nghệ thông tin đấy. Đây dọc dưới ra ngoài kia toàn tập đoàn đấy. Kìa đèn ra đèn nghĩa bầu chạy à, đèn vàng kìa. Đang 8 giờ.
ăn cơm mà. Em có xem lịch trình của nó rồi. Tiến vào lưỡi nha, lộn ra trước bây giờ này. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Theo tin mới nhất 9 giờ mới đến Mỹ Đình. Anh chị cứ từ từ, theo thông tin mới nhất là 9 giờ đội tuyển mới đến Mỹ Đình cơ. Ui lê bê chị ta. Sau cứ đủ 9 giờ đội tuyển mới đến Mỹ Đình cơ. Một tiếng rưỡi nhá, cứ đủ nhau này sống thế nào được. Ngồi vát tí em mất chỗ không đứng rồi không? Vậy đứng một bạn nữa rồi, đứng một bạn nhìn chung. Đấy, 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 mình để lại. Ông anh ơi, không lạnh đâu vì đây đứng kín hết người rồi. Sau anh về anh trên ngang hàng của em rồi. Bên này cố tình đẩy. Bên kia đừng đẩy anh ơi. Đây đây, bằng chứng nhá. Bằng chứng nhá. Đây nhá, bằng chứng nhá. Đây là anh gì quên tên rồi nhỉ? Anh gì à? Anh gì nhỉ? Quên tên rồi. Bố ơi, tên là gì nhỉ? Tên là gì? Minh Quang nhá. Minh Quang rồi, Minh Quang sinh viên trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Mày chết rồi. Hiện tại lúc này có khoảng 300 anh em sinh viên đang ngồi rồi. Ba trăm mấy người đang ngồi rồi.
9 giờ mới ra đây sao mà?